Thì cái đó là cái mình nói là ý thức và vô thức là vậy. Mình luôn luôn ở đây. Cái quá trình deep learning là lúc đó mình đi xuống ở dưới này, mình cho hoạt động học nó diễn ra ở đây. Học xong mình quay về lại ở trạng thái này, cho nên mình không có nhớ, là một ý thức của mình nó không nhớ, nhưng mình vẫn nhớ mà nó nằm dưới này thôi. Thì đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm, niệm là nhớ, là khi không cầm nhớ nó sẽ quên, khi cầm nhớ nó sẽ nhắc cho mình nhớ. Niệm là nhớ ha. Thì hãy tin và tiếp tục tin, xây dựng thêm cái trust, build the trust, xây dựng thêm cái niềm tin giữa ý thức của mình và vô thức của mình. Lờ mờ bạn sẽ dần dần hình dung rằng là có một cái vùng của mình nữa, vùng đó chiếm tới 95-96% cái thực sự của mình lớn, vùng đó gọi là vùng vô thức. Đó vẫn là mình và nó diễn ra ở phía dưới sự ý thức của mình nữa. Bên này là mình tương tác với cái vùng này, thì hãy yên tâm rằng là đâu đó ở bên trong tiềm thức của mình đã có những cái đó, và nó vẫn là mình đã thôi. Và khi cần thiết nó sẽ gửi thông điệp bên này. Khi học thì hồi xưa giờ mình học ở trường là mình học ở vùng ý thức thôi. Nay chúng ta biết được rằng là có một cái cơ chế học nữa rất sâu ở phía dưới, mà hồi đó giờ ta không tương tác với nó thôi, nhưng không có nghĩa là nó không học. Xưa nay cái vùng vô thức của mình nó vẫn học mà, vẫn học liên tục đó thôi, nhưng mình không có can thiệp gì vô trong đó hết trơn. Mình không có đảm bảo rằng là good stuff, tức là mình gửi thông điệp tốt vào cái vùng này thôi, thì để cho cuộc sống vẫn cứ đẩy đưa, vẫn cứ trôi dạt, mình biết hay mình không biết thôi, nhưng mình vẫn học, cái tầm vô thức của mình nó vẫn học. Thì phương pháp deep learning là mình chủ động đi xuống và mình tương tác với nó. Mình học, học xong mình quay về lại, thì đương nhiên mình trả lại cái chế độ mà giống như là máy tính của mình á, mình control internet đi, click, mình chuyển vào một cái giao diện ở phía dưới, giao diện của hệ điều hành, giao diện của coding, của programming. Giao diện xong, mình control internet, delete kênh gái, mình username, password, like, create kênh. Nó hiện lên cái màn hình thông thường, đó là vùng ý thức của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không có tương tác ở phía dưới, mình đã tương tác rồi. Máy chạy công bằng hơn, máy chạy nhanh hơn. Thì dần dần mình sẽ tin rằng là có một cái cơ chế gọi là vô thức. Và sẽ có nhiều lúc mình chẳng biết nó, chẳng thấy nó, chẳng nghe nó, nhưng nó vẫn tồn tại ở đó.